Cứ sau một dịp khai giảng năm học mới, chuyện lạm thu trong nhà trường lại trở thành chủ đề nóng trên báo chí, thu hút sự quan tâm của dư luận. Mặc dù các ngành chức năng đã có văn bản quy định hướng dẫn cụ thể các khoản thu được phép trong nhà trường, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Trong tháng 9, hai ngôi trường ở Hải Phòng được báo chí nhắc nhiều về lạm thu là trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương và trường trung học cơ sở Minh Tân, huyện Thủy Nguyên. Và ở các trường lạm thu, các bậc phụ huynh luôn bức xúc nhất với nhiều khoản được khoác với mác huy động xã hội hóa giáo dục. Như phản ánh của giáo viên và phụ huynh ở trường tiểu học Đặng Cương này, mỗi học sinh khối 1 phải nộp tới hơn 10 triệu đồng trong năm học 2017-2018 cho 14 khoản thu như ủng hộ cơ sở vật chất, câu lạc bộ hè, kỹ năng sống, sách giáo khoa, học tiếng Anh. Với học sinh khối 4 và khối 5, các loại phí đầu năm cũng lên tới 6 triệu đồng với những loại phí lạ đời như trải nghiệm sáng tạo, bảo vệ và hỗ trợ chuyên môn, tăng giờ, và các bậc phụ huynh hết sức bức xúc. Với cái mức thu như thế này là quá sức của chúng tôi. Nhiều phụ huynh đã không có đủ khả năng cho con đi học. Trước những bức xúc của dư luận, ngày 19 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã gửi công văn yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát các văn bản của Bộ, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cao bằng, áp đặt. Điều đó cho thấy xã hội hóa giáo dục còn nhiều điều bất cập. Trong cái văn bản 979 của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thì cũng đã hướng dẫn rất chi tiết. Cái xã hội hóa giáo dục ở đây trong cái lúc mà điều kiện ngân sách đầu tư giáo dục còn rất hạn hẹp. Thế cho nên là cái xã hội hóa giáo dục thì không những nhân dân, phụ huynh, kể cả các mạnh thường quân, các doanh nghiệp đầu tư ủng hộ cho giáo dục để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác dạy học. Tuy nhiên, công tác xã hội hóa giáo dục thầy phải làm theo đúng quy trình và được xin phép các cấp có thẩm quyền. Và như vậy thì rất là công khai, minh bạch. Thế còn những cái thỏa thuận thì căn cứ vào cái công văn 979 thì các đồng chí hiệu trưởng nhà trường phải nghiên cứu kỹ và triển khai đúng tinh thần công văn đó. Và những cái tiền xã hội hóa đó, nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp ủng hộ thì chúng ta đóng vào kho bạc. Sau khi mà làm xã hội hóa rồi thì ta quyết toán công khai, minh bạch, thông báo trước nhân dân, dán vào bảng tin nhà trường ấy chẳng hạn, để cho mọi người đều thấy. Thì tôi thấy rằng sẽ không có cái việc mà thắc mắc, hoài nghi trong nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên. Về bản chất, xã hội hóa giáo dục là việc huy động sức mạnh tổng hợp vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục. Sự huy động này không phải nhất thời mà là thường xuyên, xây dựng từ cấp trung ương đến địa phương. Trên thực tế, phần lớn ngân sách giáo dục được dùng chi trả lương cho giáo viên, 80%, một phần chi cho xây dựng cơ sở vật chất nên các hoạt động giáo dục khác còn lại quá ít. Do đó, thực hiện xã hội hóa giáo dục là khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhân dân, tạo điều kiện cho giáo dục phát triển. Đây không những là chính sách lâu dài trong thực hiện các chính sách xã hội của Đảng ta, mà còn là biện pháp cần thiết trong giai đoạn nhà nước chưa đủ kinh phí cho các hoạt động giáo dục. Khi điều kiện ngân sách nhà nước chưa đảm bảo hết được tất cả các mảng trong tình hình kinh tế đất nước của chúng ta hiện nay, thì Đảng nhà nước chúng ta có cho cái phép làm dạy hóa. Anh muốn làm được việc đó thì trước tiên phải bàn với phụ huynh học sinh. Phụ huynh học sinh có ý kiến và đồng thuận theo như hướng dẫn 979 chúng tôi nói, đó là phải được phụ huynh đồng thuận. Khi phụ huynh học sinh đồng thuận nhưng phải là việc cụ thể, công việc cụ thể thì mới triển khai thực hiện. Phát triển các loại hình bán công, dân lập, tư thục bên cạnh trường công lập cũng là một cách làm xã hội hóa, mang lại hiệu quả xã hội nhất định. Qua đó, tạo điều kiện cho công tác giáo dục phát triển mạnh mẽ hơn, thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Cách đây gần 30 năm, Hải Phòng đi đầu cả nước về mở các trường trung học phổ thông ngoài công lập. Sự ra đời của hệ thống này đã minh chứng cho sự hưởng ứng và vào cuộc mạnh mẽ của Hải Phòng trước một chủ trương lớn. Từng đó thời gian, sự đóng góp của hệ thống cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo rất đáng ghi nhận. Các trường ngoài công lập đã giải quyết chỗ học cho hàng chục nghìn học sinh, giảm chi của ngân sách thành phố cho giáo dục mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, các trường này còn giải quyết việc làm, thu nhập chính đáng cho hàng nghìn cán bộ giáo viên, nhân viên, góp phần đào tạo cho ngành giáo dục và đào tạo một đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng, có kinh nghiệm, giỏi nghề, tâm huyết với sự nghiệp chồng người.
hệ thống ngoài công lập tại thành phố xây dựng cơ sở vật chất với kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng với hàng trăm phòng học, phòng chức năng hiện đại. Những năm gần đây, hệ thống các trường mầm non tư thục cũng phát triển khá mạnh mẽ. Hàng trăm tỷ đồng từ người dân được huy động để xây dựng hệ thống các trường mầm non ngoài công lập chuẩn và hiện đại. Như trường mầm non ngoài công lập này, hơn 7 tỷ đồng được huy động để xây dựng những phòng học, phòng chức năng khang trang, hiện đại, đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc học và vui chơi của các cháu. Nhà trường thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non. Đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa về chuyên môn, có lòng yêu nghề mến trẻ. Ngôi trường này còn được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của công ty Nhiệt điện Hải Phòng, thu hút đông đảo con cán bộ, công nhân viên đến theo học, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội. Có thể khẳng định, dù có nhiều biến tướng, song trên thực tế, xã hội hóa giáo dục, đặc biệt ở bậc mầm non, góp phần hạn chế được tình trạng quá tải trẻ ở các trường mầm non công lập, giải quyết việc làm cho đội ngũ giáo viên. Đối với lại ở cơ sở của Ngũ Lão này thì dân sinh ở đây là rất là đông, dân sinh cơ học. Đấy, vì vậy cái sự cần thiết là phải có một cái môi trường tư thục, thứ nhất là để giảm tải cho cái cơ sở công lập, và cái thứ hai nữa là ngay như khu vực này thì tạo cái điều kiện thuận lợi tối đa cho các cán bộ công nhân viên để cho họ đi làm. Thế do đó là cũng được cái sự quan tâm của lãnh đạo công ty và đặc biệt là cái sự ủng hộ tích cực từ phía phụ huynh. Đấy, phụ huynh ở đây thì họ rất là đồng tình với cái việc công ty là tạo cái điều kiện để cho đơn vị đây là xây dựng trường. Đấy, từ khi mà đặt nền móng xuống xây dựng thì là phụ huynh cũng đã rất là hồ hởi phấn khởi, họ ủng hộ, cho dù là không có kinh phí để họ ủng hộ, thế nhưng họ ủng hộ bằng những cái tâm huyết của họ, ví dụ như là về tuyên truyền vận động. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xã hội hóa giáo dục vẫn còn hạn chế so với tiềm năng mà nó có thể mang lại. Đó là do nhận thức và chính sách xã hội hóa chưa phù hợp. Đặc biệt, nhiều nơi, nhiều đơn vị, cá nhân vẫn còn quan niệm xã hội hóa chỉ là thu tiền hoặc cố tình lợi dụng chủ trương xã hội hóa để gây ra tình trạng lạm thu. Do vậy, xã hội hóa giáo dục đang bị lạm dụng và bóp méo, dẫn đến tình trạng lạm thu và đẩy gánh nặng tài chính về phía người dân. Vì thế, các cấp, các ngành chức năng cùng nhìn lại bản chất của xã hội hóa để có những chấn chỉnh hợp lý, để chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước thực sự mang lại hiệu quả trong quá trình đổi mới ngành giáo dục.